xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với kênh nhà đất kiên giang hiện tại mình đang có mặt trên đường tôn đức thắng thuộc phường Hồng hòa thành phố rạch giá và tại đây có một căn biệt thự vươn biển rất là đẹp rất là lãng mạn kết cấu là một trệt hai lầu với rất là nhiều cái công năng hiện đại và sang trọng căn nhà có hướng chính là hướng tây nam và tọa lạc trên một con đường có độ rộng 14m được chia làm hai làn đường mỗi làng 7m Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có một công viên nằm ở phía trước nhà để các bạn có thể làm nơi thư giãn, tập luyện thể dục thể thao rất là tiện lợi luôn. Và phía sau công viên chính là một cái view biển của thành phố Đạch Giá. Ngoài ra thì ở phía trước sân nhà chúng ta cũng sẽ có một vỉa hè với độ rộng lên đến 10 m và khu vực này thì chủ nhà đã cho bố trí sẵn một nhà xe với một máy chai di động và khung sắt để đậu xe ô tô rất là tiện lợi luôn. Căn nhà được xây dựng trên một nền đất có diện tích ngang 10 dài 27. Tức là chúng ta sẽ có 270 m2 để xây dựng và sử dụng. Và căn nhà cũng có được hoàn công đầy đủ. Đây là phần mặt trước. Chúng ta cũng sẽ có phần cổng rào được thiết kế rất là kiên cố với phần trụ bê tông cốt thép kết hợp với phần cổng sắt. Chúng ta sẽ có một cổng phụ ở bên góc trái và một cổng chính hai cánh để có thể cho xe ô tô vào nhà. căn nhà cũng được trang bị sẵn một đèn solar để có thể tự động thắp sáng vào ban đêm. nhìn chung thì đây là một căn nhà do chủ nhà họ tự đầu tư xây dựng, cho nên chúng ta sẽ có được rất là nhiều cái lợi thế. thứ nhất là về mặt nội thất, thứ hai là về kết cấu. căn nhà được thiết kế với một không gian rộng rãi, thoải mái, nội thất sang trọng. bên trong chúng ta sẽ có một sân đậu ô tô và do chủ nhà là một người làm chủ dịch vụ spa cho nên họ thiết kế căn nhà có thêm một cái khu vực để kinh doanh spa như các bạn đã thấy nè khu vực ở bên trái phần sân nhà chính là một cái dịch vụ spa mà chủ nhà họ đang kinh doanh toàn bộ phần cửa là cửa nhôm kết hợp với kính cường lực chất liệu nhôm là nhôm sinh pha phía trên thì chủ nhà cũng cho thiết kế một hệ khung sắt có lắp những cái tấm mica trong suốt để che nắng che mưa và tận dụng được nguồn ánh sáng từ phía bên ngoài mặc dù căn nhà có hướng tây nam nhưng nhờ được cái view biển công viên phía trước cũng như là nhờ một cái thiết kế thông minh cho nên chúng ta sẽ có cảm giác rất là mát mẻ thoải mái khi bước vào nhà không có bị cái nóng ngột ngạt của hướng tây nam nó ảnh hưởng phía bên phải phần sân thì chủ nhà cho trồng rất là nhiều loại cây cảnh để tạo cái mảng xanh cũng như là để lấy bóng mát ở đây chúng ta cũng sẽ có một hành lang đi ra phía sau nhà hành lang này được thiết kế với độ đồ rộng một m hai và có một bông ở bên dưới để trồng các loại cây phần tường cũng được rào chắn kiên cố với chất liệu là bê tông cốt thép và ốp những cái viên gạch giả đá phía trong này thì chủ nhà cũng cho thiết kế một hệ khung sắt để treo móc những cái cây cảnh ở đây căn nhà cũng được lắp luôn camera an ninh cho nên rất là tiện lợi đây chính là khu vực phần sân nhà để các bạn có thể đậu xe ô tô cũng như là một số xe con đây chính là phần cửa chính chúng ta sẽ có cửa nhôm kết hợp với kính cường lực và phần gạch nền được lát gạch đá bóng kiến với những cái vân gạch rất là sang trọng phần mặt xung quanh thì cũng được chủ nhà cho ốp gạch cho nên chúng ta sẽ giữ được cái độ bền tốt hơn tốt hơn rất nhiều so với các bạn sơn nước sơn chống thấm hay là sơn nước sơn tạo màu phía trên chúng ta cũng sẽ có một máy hiên được lắp những cái điểm trang trí là những cái lam sống dạng nhựa giả vân gỗ cùng với là chiếu sáng. Đây là không gian ở bên trong spa. Mình sẽ quay sơ để cho các bạn xem. Nếu các bạn mà có nhu cầu kinh doanh thì mình có thể tận dụng luôn cái khu vực này để mình đầu tư những cái ghế để mình kinh doanh tiếp spa làm đẹp hay là những cái shop thời trang cũng rất là tiện lợi luôn. Đây thì chủ nhà họ đã làm sẵn rồi nè. Tường thì cũng lát gạch giả gỗ. Bên dưới cũng được lát gạch sạch sẽ luôn và chúng ta sẽ có chiều rộng là 3 m và chiều dài thì mình ước chừng nó khoảng hơn 20 m. Đây chính là không gian của phòng khách. Chúng ta sẽ có phòng khách được thiết kế với độ dài hơn 5 m. Bên trái là một vách tivi kết hợp với các kệ tủ để trưng bày. Ở đây thì chủ nhà cho trưng bày một số loại rượu tây. Chúng ta có một vách tivi ở giữa. Phần vách là lông nhựa dạng sống giảm bằng gỗ và chủ nhà cho treo một chiếc tivi ở đây như các bạn đã thấy căn nhà có phòng nội thất rất là sang trọng và chủ nhà sẽ để lại toàn bộ nội thất cho khách hàng họ không có lấy đi như chúng ta sẽ có một bộ ghế sofa nè rất là to rất là sang luôn nè và phía sau ghế sofa sẽ là những cái hệ cửa kính để có thể tận dụng được tối đa nguồn ánh sáng từ phía bên ngoài phía trên trần của phòng khách sẽ là hệ trần thạch cao kết hợp với đèn led chiếu sáng và đèn chùm trang trí căn nhà được thiết kế theo phong cách nhà phố hiện đại cho nên chúng ta sẽ có một cái tầm nhìn từ ở phía trước ra đến tận phía sau nhà ở đây chủ nhà cho làm một cái lâm gỗ để ngăn cách giữa phòng khách với phòng bếp khi bước ra khỏi cái vị trí lâm này thì chúng ta sẽ đến được vị trí của trong phòng bếp tại phòng bếp thì chủ nhà cho lắp một bàn ăn với 8 ghế ngồi bằng mặt đá rất là sang trọng chúng ta sẽ có một phòng bếp với một không gian rộng rãi thoải mái bước vào thì nó có cảm giác rất là sang trọng và rất là thoáng rất là thoải mái luôn các bạn mà thấy một nội thất nè xịn sò luôn phần tường thì cũng được ốp gạch đá bóng kiến rất là đẹp màu trắng thì nó sẽ giúp phản xạ ánh sáng tốt, cho nên nó sẽ góp phần làm cho căn phòng trở nên sáng sủa hơn. Bên cạnh đó, với việc bố trí những cái hệ cửa sổ ở xung quanh, giúp cho không khí nó lưu thông tốt và đồng thời tận dụng được tối đa nguồn ánh sáng từ phía bên ngoài. Nhìn chung thì với thiết kế kiểu này, thì chúng ta sẽ cảm giác nó gần gũi với thiên nhiên, tức là chỉ cần một bước vào trong phòng là các bạn đã có thể tiếp xúc được với khu vực bên ngoài mà không cần phải bước chân ra mỗi vị trí căn nhà phía trên chúng ta sẽ có hệ trần thạch cao kết hợp với đèn chiếu sáng rất là sang trọng có những cái hệ đèn chùm trang trí rất là chiêu và rất là sang trọng luôn tại vị trí của phòng bếp ngoài hệ thống kệ bếp tủ bếp thì chúng ta cũng sẽ có một phòng vệ sinh được bố trí sẵn trong phòng sử dụng chất liệu cửa nhôm kính mờ đây chính là không gian bên trong rộng rãi thoải mái ốp gạch phương tường trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết các bạn hầu như mua căn nhà này chỉ việc dọn vào ở ngay mà không cần phải mua sắm thêm nội thất nằm ở phía cuối phòng bếp chúng ta sẽ có một cửa hậu rộng rãi thoải mái luôn cửa nhôm kính cường lực cánh cửa này sẽ dẫn các bạn đi ra một cái phần sân sau sân sau được thiết kế với độ rộng 3 m và được lát gạch rất là sạch sẽ luôn chúng ta sẽ có một cái hệ bồng bông ở đây để có thể trồng thêm một số loại cây cảnh yêu thích và khu vực này cũng được bảo vệ kiên cố với hệ thống tường rào bê tông cốt thép phần tường cũng được chủ nhà cho ốp gạch đá bóng kiến rất là sang trọng và rất là sạch sẽ phía trên là một hệ cung sắt được lợp những cái tấm mica trong suốt để che mưa nhưng mà vẫn lấy được ánh sáng từ phía bên ngoài ngay tại vị trí của bàn ăn thì chúng ta cũng sẽ có một hệ cửa hệ cửa này sẽ thông với cái khu vực hành lang ở bên phải của căn nhà ở đây chúng ta sẽ có một cái mảng xanh rất là lớn cho nên cảm giác rất là mát mẻ dễ chịu khi mở ra thì gió bên ngoài sẽ lùa vào đây các bạn mình sẽ quay cái phần cửa cho bạn xem nè phần mặt ngoài thì chủ nhà cũng cho ốp gạch luôn rất là sạch sẽ còn hệ cửa thì cũng được trang bị sẵn rèm cửa rất là tiện lợi tiếp theo xin mời các bạn lên tham quan các tầng lầu của căn nhà căn nhà có kết cấu là một trệt hai lầu đây chính là cầu thang dẫn lên phía trên khu vực tầng 1 cầu thang với tư vịnh bằng gỗ tấm bảo vệ là các tấm kính cường lực các bậc lên xuống được đá hoa cương và phần tường xung quanh thì cũng được ốp gạch dạng gạch chả đá rất là sạch sẽ bên dưới là một hệ tủ gỗ để bài trí các vật phẩm ở đây kết hợp với các ô tủ bên dưới để có thể làm nơi mình chứa những cái món đồ linh tinh ít dùng tiết kiệm tối đa không gian ngoài ra ở bên dưới cho cầu thang thì chủ nhà cũng thiết kế một cái kho mini để các bạn có thể tận dụng mình chứa đồ ở đây rất là tiện lợi luôn đây chính là không gian của tầng 1 ở đây thì chúng ta sẽ được bố trí ba căn phòng gồm có 3 phòng ngủ và một phòng vệ sinh được bố trí ở phía bên ngoài. Ngay vị trí cầu thang, chúng ta cũng sẽ có một khoảng không gian trống. Khoảng không gian này thì các bạn có thể làm một cái nơi để thư giãn, nơi đọc sách hoặc là làm một cái góc học tập cho trẻ em. Cũng rất là tiện. Và khu vực này, chủ nhà cũng cho thiết kế thêm một hệ cửa sổ rất là lớn với chất liệu là cửa nhôm, kính cường lực giúp các bạn có thể tận dụng được tối đa nguồn ánh sáng từ phía bên ngoài đồng thời chúng ta cũng sẽ có một đoạn cầu thang dẫn lên khu vực tầng 2 và bây giờ mình sẽ tham quan khu vực ở phía cuối tầng 1 trước nha đây chúng ta sẽ có 3 phòng gồm có hai phòng ngủ nè và một phòng vệ sinh phòng vệ sinh này thì dùng chung cho hai căn phòng ngủ nằm ở phía cuối tầng 1 phòng vệ sinh thiết kế rộng rãi thoải mái có khu vực tắm tách biệt với khu vực vệ sinh còn tường thì được ốp gạch phun tường rất là sạch sẽ phía trên chúng ta cũng sẽ có một cái lốp nhựa dạng sống dạng bằng gỗ rất là sang trọng đây chính là không gian của căn phòng ngủ có thể xem là căn phòng ngủ đầu tiên là một phía trên tầng 1 như chúng ta đã thấy thì chủ nhà nó cho ốp gạch đá bóng kiến phun tường luôn rất là sạch sẽ phía trên là hệ trần thạch cao kết hợp với đèn chiếu sáng cửa phòng là cửa gỗ và dạng gỗ công nghiệp trang trí cũng rất là đẹp nè và ở đây chúng ta cũng sẽ có một cánh cửa những cái lùa để thông với căn phòng bên cạnh lý do chủ nhà thiết kế chỗ này là tại vì nhà có trẻ em cho nên họ muốn có một cái sự lưu thông cho nó thuận tiện thôi nếu các bạn không thích thì mình có thể lắp cái cửa này lại cũng rất là dễ dàng đây phía trên cũng là hệ trần thạch cao kết hợp với đèn chiếu sáng riêng căn phòng này thì chúng ta sẽ có diện tích là khoảng 17 mét vuông căn phòng bên kia là 14 mét vuông và bên căn phòng này thì chúng ta cũng sẽ có thêm một hai cửa để ra một cái ban công nhỏ nhỏ ban công này được bảo vệ bằng lan can kim loại kết hợp với các tấm kính cường lực từ đây thì các bạn có thể quan sát ra được khu vực xung quanh căn nhà cũng như là khu vực hành lang nằm ở bên phải căn nhà và các bạn đã thấy căn nhà được ốp một cái lớp gạch full tường từ phía trong ra phía ngoài luôn cho nên nó sẽ cách nhiệt rất là tốt giúp cho căn nhà lúc nào cũng có cái nhiệt độ ổn định không có thay đổi đột ngột nằm ở phía trước tầng 1 chúng ta sẽ có căn phòng ngủ thứ ba đây là căn phòng dành riêng cho chủ nhà cho nên được thiết kế rộng rãi thoải mái luôn diện tích này thì mình ước nó khoảng hơn 30 mét vuông nội thất đầy đủ có phòng vệ sinh ở bên trong có hệ tủ để các bạn có thể chứa quần áo một dụng cá nhân nhìn chung thì căn nhà trang bị đầy đủ rồi các bạn mua dọn vào lỡ ngay luôn phía trước chúng ta sẽ có cái hệ cửa kính rất là lớn giúp tận dụng tối đa nguồn ánh sáng từ phía bên ngoài đồng thời bên trái cũng có thêm hai cửa sổ nữa nè nhìn chung thì căn nhà có hệ cửa rất là nhiều cửa là cửa nhôm, nhôm mình thấy ghi nhãn hiệu của cường long nè, rồi kính cường lực phía trước thì chúng ta sẽ có một ban công với độ rộng khoảng 1 mét hai, để bảo vệ bằng lan can kim loại kết hợp với tấm kính cường lực. Từ ban công thì các bạn có thể quan sát xuống được vị trí của đường tôn đức thắng, đoạn nằm ở phía trước căn nhà. Phía trên ban công sẽ là một máy hiên lắp sẵn đèn led chiếu sáng để tiện sử dụng vào ban đêm ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có thêm động ban công nằm ở phía bên phải nữa nhìn chung là không gian rất là thoáng rất là rộng rãi ở đây thì chủ nhà cho bố trí một hệ dây leo vừa tạo bóng xanh vừa góp phần giảm bớt cái nóng cho căn nhà đây chính là căn phòng vệ sinh được bố trí ở bên trong căn phòng ngủ cửa nhôm kính mờ bên trong chúng ta sẽ có một không gian rộng rãi thoải mái ốp gạch phun tường tách biệt giữa khu vực tắm với khu vực vệ sinh phía trên sẽ là hệ trần thạch cao kết hợp với đèn chiếu sáng sau cùng sẽ là không gian của khu vực tầng 2 tầng 2 thì sẽ được bố trí hai phòng ngủ một phòng vệ sinh đều ở bên ngoài hết và chúng ta sẽ có một không gian trống ở khu vực tầng 2 ở đây thì chủ nhà bố trí là một cái nơi tập luyện thể dục thể thao và chúng ta cũng sẽ có thêm một căn phòng thờ nằm ở phía trước tầng 2. Trong phòng thờ được thiết kế với không gian 17 m2. Rộng rãi thoải mái. Ốp gạch phun tường. Có luôn cửa kính để lấy ánh sáng từ bên ngoài. Và tất cả các phòng đều được lắp máy lạnh, rất là tiện dụng. Nằm ở phía cuối tầng 2 sẽ là hai căn phòng ngủ. Được bố trí giống như là hai căn phòng ở phía tầng 1 thôi. Cho nên mình sẽ quay nhanh để cho các bạn xem này chúng ta cũng sẽ có hệ cửa sổ ở đây để lấy gió lấy ánh sáng từ bên ngoài từ đây thì các bạn có thể quan sát xuống được vị trí ở phía sau nhà phía trên trần của căn phòng chủ nhà cho ốp một lớp nhựa giả vân gỗ cùng với đèn lấy chiếu sáng đây là không gian của căn phòng ngủ nằm ở bên cạnh cả hai phòng thông nhau qua một chiếc cửa lùa cũng có thêm cửa chính nữa nếu các bạn không thích thì mình có thể mình lắp cửa nào lại cũng được mỗi phòng đều có đầy đủ nội thất có giường ngủ và có máy điều hòa có rèm cửa luôn và cũng đều có một cái cánh cửa dẫn ra một cái ban công nho nhỏ đứng ở đây thì gió thổi rất là mát chúng ta sẽ có lăng can kim loại kết hợp với các tấm kính tự lực phía trên sẽ là một máy hiên với đèn led chiếu sáng đây chính là căn phòng vệ sinh được bố trí ở tầng 2 trên trần là một cái lớp nhựa năm sống giả bằng gỗ có khu vực tắm tách biệt với khu vực vệ sinh có lavabo và gương soi ốp gạch phun tường và nằm ở phía trước tầng 2 chúng ta cũng sẽ có một ban công rộng rãi thoải mái có thể bố trí để làm một cái nơi trồng một số loại cây cảnh yêu thích ở đây ở đây thì chủ nhà cũng bố trí một bồn bông và họ cũng đã trồng số loại cây ở đây này nè bạn để tạo mảng xanh và làm mát căn nhà phía trên cũng là một hệ khung sắt để các bạn có thể treo móc các cây cảnh cụ thể là các giò lan ở đây cũng rất là tiện lợi và khu vực này được bảo vệ bằng lan can kim loại kết hợp với các tấm kính cường lực rất là sang trọng diện tích của phần sân này mình đo được thì chiều dài đâu đó là khoảng bốn mét rưỡi đây thì chúng ta sẽ có một cái view hướng thẳng ra biển tuy nhiên hiện tại thì cái hàng dương nó đã che bớt rồi cho nên chúng ta cũng sẽ không thấy được biển nhiều ngay tại vị trí này thì chúng ta cũng sẽ có một cầu thang để các bạn có thể leo lên khu vực và mái nhà rất là tiện lợi và một cái thiếu sót nếu mình không giới thiệu với các bạn ngay tại vị trí của khu vực tầng 2 chúng ta cũng sẽ có một hệ giếng trời nằm ngay ở phía cầu thang để có thể tận dụng được nguồn ánh sáng từ phía bên ngoài như vậy là mình đã vừa dẫn các bạn đi thông quan một vòng căn biệt thự phố kết cấu một trệt hai lầu tọa lạc tại mặt tiền đường tôn đức thắng thuộc phường Hòa thành phố Rạch Giá đây cũng chính là khu vực thuộc địa phận của khu đô thị Phú Cường căn nhà với diện tích ngang 10 dài 27 270m2 thổ cư 100% nhà được hoàn công đầy đủ và hiện tại chủ nhà đang chào bán căn nhà này với mức giá là 12 tỷ đồng để lại toàn bộ nội thất và đồng thời mức giá này chủ nhà cũng sẵn sàng thương lượng với những khách hàng có thiện chí muốn mua nhà số điện thoại liên hệ mình có ghi bên trong video clip các bạn nào quan tâm thì hãy nhắc máy lên và gọi ngay nhé video clip của mình đến đây xin được kết thúc xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo